Chào tất cả các bạn. Và bây giờ tôi sẽ điều khiển con tàu chở hàng khách. Tôi trong vai cơ trưởng. Và giờ sẽ chọn tàu. Đấy, nhiều tàu lắm. Nhưng mà tôi thích nhất là con tàu đầu tiên, J81722. Ok. Giờ là chở hàng khách thôi nào. Đấy, có rất nhiều tỉnh. Tỉnh này là ở Museum thì chắc là ở Hàn Quốc rồi. Ở Hàn Quốc đó các bạn. Nhiệt độ thì tôi sẽ chơi nhiệt độ 16 độ, 3 giờ chiều, 3 giờ PM, 3 giờ tối hay 3 giờ chiều này. 3 giờ tối, bay sáng, bay chiều đó, quen. Tôi nhầm 3 giờ. Tại vì thường là buổi chiều là người ta đi 15 giờ, nó đi 3 giờ. Ok. Và đây là những chuyến mà tôi phải đi qua. IC Arena and Central Park, tại Diamond Park, National Museum. Museum là ở Hàn Quốc. Xong cuối cùng là ở Dipon, Dipon. Ok, select. Ok, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ thì tôi lên tàu thôi. Này, các bạn thấy tàu rất là đẹp. Nhìn cũng như tàu này. Tàu gì ta? Tàu này chẳng thấy bánh. À, có bánh nè. Nhớ là ở bên Hàn Quốc là tàu là cái tàu điện chứ. Sao là tàu có bánh rồi. Ok. Lên. Ok. Điện giới thiệu với các bạn luôn. Đây là bàn để mình điều khiển chạy cũng như là điều khiển về con tàu này. Là mình là nhất ở đây nhé. Còn đây là cửa ra xem khách. Đây các bạn nhìn giữ con khách này. Đấy. Ok, và bây giờ bắt đầu là mình sẽ đi chở khách này. Ok. Thế là thôi. Let's stop. Sorry. Ngoài đẹp chứ. Đây cũng tiện giới thiệu với các bạn luôn. Đây là cái màn hình quan sát khách hàng ở trên. Và cũng như quan sát là cửa mở cửa đóng. Đây, đây có 4 cái camera nha. Quanh tàu. Còn đây là cái máy để mình liên lạc với bên con tàu đó. Là ví dụ là cái cục cảnh thì người ta sẽ hỗ trợ cho mình, và cũng như nếu mà nói chung nó hỗ trợ kỹ thuật và cũng như là hỗ trợ bằng bằng máy. Gì vậy cháu? Chú không biết là nó quay đầu luôn á. Oh my god. À thôi,
trở lại thôi chứ có gì đâu đúng không? Giới thiệu lại với các bạn luôn, đây là camera. Nhớ giới thiệu các bạn coi phần đầu giới thiệu, và cái này á là nút người ta đến chân, chân có gì đâu. Còn cái này là bạn muốn thông số, bảng tốc độ hiển thị bao nhiêu km trên giờ đó. Hình như mình dừng lại nó mới mở cửa được. Đang chạy mở cửa nó sợ có gì. Đây là nè. Cứ hư luôn. Đấy các bạn bây giờ khu này là khu đón khách nha. Các bạn tới đây mình sẽ bấm còi cho khách biết. Lúc này là xanh nha các bạn. Bây giờ là 2 giờ chiều, 14 giờ 02 phút. Ok. Nó thông báo là mình phải xanh nè. Nó xong được ta. Trời ơi. Hey. Hello, sao tôi mở cửa không được nhé? À, cần hỗ trợ. Ok, mở được rồi. Đó, các bạn chưa. Mình chỉ cần hỗ trợ với người ta thôi là mở được rồi. Tại vì cái nút ở đây nó có vấn đề nên người ta sẽ gọi anh hỗ trợ kỹ thuật, người ta sẽ hình sửa lại. Ok, bài khách đổi như này. Ok, đủ rồi các bạn. Hiện tại là có 31 người trên tàu. Rồi bây giờ đóng lại nhé. Bây giờ mình sẽ bật camera quan sát người ta. Let's go. Đi thôi. Hiện tại là bên chúng tôi đã đủ người rồi. Bây giờ có thể bắt đầu đi được rồi. Đấy là vừa nãy mình nói á, là bấm vào đây để mình nói để cho người ta đóng lịch á, người ta sẽ theo dõi cái lịch trình của mình, không có chuyện gì người ta cũng biết, người ta xử lý. Let's go. Oh. Thank you.
control center. Hayden City Hall, Road 13. Granted. Next stop, Route 13. Attention to the speed rate. Giờ để tao được dạy xong sẵn phòng nha. Đừng coi, đừng coi, có gì. Đây là cơ chữ là có tầm nhất hiệp một trời. Thôi, vào, vào, vào. Chúng cái ga nào. Để, đây, rất là nhiều lúc các bạn. Đây, nói chung là game này là mô phỏng. Nó cũng rất là nhiều. Thì các bạn thích game, thích game như vậy thì có thể mình sẽ cho đường link để tải nha. Và cái này chỉ phù hợp với MacBook thôi, chứ Windows hay là gì cũng có đâu. MacBook là hệ điều hành của Apple, Mac OS. Control Center, Hayden Environment Park, Route 13. Granted. Giờ mình sẽ chở người ta tới điểm xanh. Điểm xanh trên bản đồ. Route 61. Và mình sẽ cho người ta xuống, xong chở người mới lên. Route 61. Tàu này chẳng... Sao có ghép người ta chẳng ngồi vậy? Lạ ta. Route 39. Destination Depot. Route 39. Rồi đi chị ơi. Hiện tại là tàu sắp tới rồi. Điểm xanh là gì không biết nữa. Ok ok. Giờ thả người ta xuống. Chào, tao đã gặp bé. Route 61. Những quý khách nào là ngồi trên đây thì xuống đi. Để cho người ta. Đây. Phát gian an toàn rồi nha. Tàu chạy rất là nhanh đấy. Ok, tàu đã cập bến và đang đi tới điểm tiếp theo.
lại là chiến đấu tàu 119 người. Mode of Frasinger là hình như là cái độ hài lòng của người ta không có được hài lòng như lắm, 20%. Ủa, đi đúng với what the fuck, sao lại dạy trời. Ok, làm đầu tiên làm cơ chữ mà, tuy nhiên thì làm đầu tiên sẽ có việc phần nàng. Hôm sau làm nhiều sẽ tốt là những sự cung cấp kiên trì, siêng năng, căng cù là đức tính ắt thành công của mỗi người chúng ta. Hay hay sao lạ nếu ghé người ta muốn rồi chưa. Nếu chạy quá nhanh thì chẳng là sẽ bị bên bên giám đốc á, người ta sẽ bị ok, đã đếm điểm tiếp theo. Xong rồi. Chào mọi người. Đầy đủ chưa hả? Ok, đầy đủ rồi. Ví dụ mà nếu mà mình biết đầy đủ hay không thì mình cứ bấm vào gọi hỗ trợ là người ta sẽ nói đạt, nó hiển thị cái thông báo như này. Người nãy có cái màu vàng ở trên này nè, là đóng mà mất. Condo Central, heading in 1.5, Route 61. Granted. Thôi, đi dặn xí. Khi nào tới thì xin chào chú mày. Tao là cơ chữ ở đây. Tao sắp cặp bén rồi người ơi. Cái đấy là cũng vài năm nữa. Yeah. Đã đếm tới điểm tiếp theo rồi.
Ok, chuyến này đã nhận đủ khách hàng. Và bây giờ đang đến chuyến thứ 8, chuyến cuối cùng của con tàu. Ok. Chuyến cuối cùng mình đã chặn rồi. Chào mừng các bạn. Dạ, để nói chuyện tâm sự. Chạy nhanh quá thì tới thì sớm. Sau cửa này tôi mở không được ta. Này đi kia, mở cửa giùm tao coi. Như là cái to này mà. Tại vì cái cửa nó có không ngăn cách. Route 13. Give way to the train on the track before you. Route 13. Gotcha. Giờ là 9 giờ sáng. Ủa, 14 giờ 9 giờ sáng. Muốn nhiều lắm. Ok, tao cập bến rồi. Đây là bảo vệ của phụ tàu. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Thì đây cũng là video đầu tiên mình làm thôi. Nếu bạn nào muốn xem thì hãy ủng hộ và
like, subscribe cho mình để mình có động lực ra video mới.